Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Thắng Biker. Thì hôm nay tiếp tục những dòng CR15 đấy, CBR mới cập bến luôn. Thì mình hôm nay cũng sẽ cập nhập báo giá cho anh em một số con như là R15 mới về này. Nói chung là cũng một số con lên đồ chơi thôi ha. Cùng một số con zin, thì xe zin thì rất là nhiều luôn đấy. Thì hôm nay cũng sẽ cập nhật cho anh em một số con ha. R15 CBR đấy. GRX thì hôm nay thì cũng ít về lắm, chỉ còn mấy con mới thôi. Còn mới, còn con cũ thì này thì cũng chưa thấy về ha. Đấy, hôm nay thì mình cũng sẽ cập nhật trước cho anh em một số con mới về trước ha. Giống như dòng R15 này. R15 thì lên một số đồ chơi cơ bản thôi. Đấy. Con này ha. Đầu tiên là con này đi. À, mình sẽ đọc lại địa chỉ cửa hàng ha. Địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Duy An, Bình Dương. À, số điện thoại cửa hàng là 092 770 và 448 nhé. Cửa hàng vẫn có nhận giao lưu trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ ship xe cho anh em mọi miền Tổ quốc luôn. Đấy, anh em mà cần chơi gì thì cứ inbox trực tiếp cửa hàng. Đấy. Rồi, ok. Còn anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình ha. Ở đây thì có dòng CBR này, CBR thì mới về này, có cả R15 này. À, mình sẽ đến con R15 này đi. Nói chung là con này thì cũng lên một số đồ chơi cơ bản thôi, cũng không lên nhiều quá nhiều. Con này thì mình thấy là chủ xe đã có lên tem chùm đấy, lên tem chùm, bô vẫn là bô zin, chỉ cắt đuôi thôi. Đã có sơn lại cái gác chân màu vàng này đó, lên chống đổ ha, phin nhan đồ chơi, lên kính chắn gió đó, lên cái hốc gió dưới này. Đấy, con này thì đăng ký 2019 nhé, biển 83. Thì con này thì cửa hàng bán là 47 triệu thôi, 47 triệu. Xe thì vẫn còn rất đẹp luôn nhá. Đấy, chỉ lên mỗi cái chống đổ, kính chắn gió với lại tem chùm. Đấy. Đã cắt đuôi sau nhá ha, một đôi con này nhá. Ô đô thì con này đi 30.000 cây rồi. Đi 30.000 cây rồi anh em nhé. Đấy. Máy móc thì còn rất là thì thầm luôn. Đó. Rồi, 53 cây trong lít hả? Rồi, con này thì đi thấy cái đồng hồ nó chỉ tầm 53 cây trên lít luôn. Đi rất tiết kiệm xăng luôn. Rồi, ok, mình sẽ giới thiệu đến cái dòng xe khác ha. Bên kế bên thì dòng CBR. CBR1R thì chắc anh em cũng trước mình cũng có dắt qua cho anh em rồi. Cái dòng này là CBR đời mới nhá. Xe thì rất là mới luôn, đăng ký 2021. Con này thì biển 71 em nhá. Đấy. Thì con này thì cửa hàng đang bán là 63 triệu 9 nhá. 63 triệu 900. Vì xe nó rất là mới anh em nhé. Ô đô con này ô đô nó đi 4.675 cây. Đấy, con này thì nó có trang bị ABS này, thuộc upside down Suzuki này. Nói chung là cái ngoại hình của nó thì rất giống là dòng CBR250RR anh em nhé. Xe đẹp, rất đẹp, leng keng luôn. Đấy. Hết xăng rồi. Rồi, hết xăng anh em ạ. Con này thì hai chìa khóa zin đầy đủ cho anh em luôn nhé. Một CBR250RR đời mới. Và cũng mới về thêm một em CBR. Con này thì đời 2019 này. Biển số 15. Hiện tại thì cửa hàng bán con này là 49 triệu 900 thôi. 49 triệu 900 anh em nhé. Xe thì rất là đẹp luôn. Một màu đen, nguyên chiếc màu đen luôn. Con này thì cắt đuôi sau thôi. Cắt đuôi sau lên giờ chắn bùn sau. Lên chống đổ này. Chống đổ của Z1000 luôn này. Đấy. Hai chìa khóa zin đầy đủ ha. Chủ xe thì có lắp lắp thêm hai cái gương gù nữa luôn. Đấy. Ô tô thì con này đi 7.466 cây. Đấy, đi hơn 7.000 cây. Đấy. Máy móc thầm thì để nói nhá. Biển số 15 thì cửa hàng có bao chút hồ sơ cho anh em nếu anh em cần nhá. Đấy. Ship xe mọi miền Tổ quốc luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo cũng là một em CBR. CBR150R, con này thì Odo đi 8.578 cây.
thì cửa hàng đang bán con này với giá là 40 à 50 mấy ta. Con này đang giảm giá nha, còn 5 mấy. 49 triệu ha. 49 triệu thôi anh em ạ. Con này biến 83 219 nhá, giá còn 49 triệu. Mới đi hơn 8.000 cây. Yêu bình đó. Đó. Lên một cái bộ AK. Bộ cùi bắp thôi, bộ cùi lắm. Đó, chạy rồi. Đó. Con này có thể bằng giá nha. Con này giá như 49 luôn ha. À, hai con này là bằng giá nha ha. À, ba chiếc là bằng giá luôn. Đó. 49 triệu luôn anh em nhé. Con này thì chủ xe thì cũng có lên đèn chở sáng thôi. Bô thì vẫn là bô zin luôn. Đấy, 6.976 cây. Đấy, nói chung là thì thầm lắm, không có gì để nói hết. Đó, con này thì cắt đùi sau, rút hồ sơ sẵn rồi. Ha. Đấy, móc rất êm luôn. Đó. Bô zin hết nhé. Máy móc thì còn rất là đẹp nhá. Rồi ok. Đó đây là dòng CBR, còn R15 thì rất là nhiều luôn. Lướt qua cái dòng R15 cho anh em ha. Đấy, R15 thì đây có màu đỏ này, đỏ nhám này, màu xanh này. Đấy, màu đen này. Đó, nói chung là đầy đủ cho anh em luôn. Chiếc trong cùng thì biển 86 219 này, giá là 54 triệu 9 nhá. Hiện tại đang giảm còn 51 triệu thôi. Đấy, 51 triệu luôn ha. Ờ, chiếc màu đỏ đổi nhám này thì 28 này, giá là 49 triệu 9 thôi, biển thành phố 59. À, hôm nay thì giảm giá còn 46 triệu thôi. Đó. 46 triệu nhá anh em nhá. À, kế bên cũng là một em màu đỏ nhám nó luôn. Con này thì biển đâu đây? Con này hiện tại đang bán 50 triệu à. Đó, R15V3. À, xe cũng là xe zin. À, 637 à. Rồi ok. Đây cũng là một em R15 này. Con này thì cửa hàng đang bán là 51 triệu này, biển số 67 này, 219 luôn. 51 triệu anh em nhá. Xe thì zin từ đầu đến đuôi, chỉ thay mỗi cái xi nhan thôi. Rồi, cái bên cũng giới thiệu với anh em một chiếc lên đồ chơi cơ bản này. Con này thì lên kính chắn gió, chống đổ này. Đấy, bao tay cũng là lên bao tay đồ chơi này. Đuôi zin, bô zin hết nhá. Odo em này Odo 9.325 cây. Đó, 9.325 cây, biển 36 nhá. Đó, giá là 50.900 để 219. Đó, máy móc thì thầm lắm em. Thì thầm mùa xuân luôn. Đó, cứ lên tiệm chùm thôi. Rồi, ok. Còn R15 mới về thì có rất nhiều luôn. Đó. Siêu nhiều. Những hàng màu xanh đen với màu xanh này. À, chiếc ngoài này thì biển 65 này, đăng ký 2020. Thì giá bây giờ chỉ còn 54 triệu. À, 54 triệu, xe cũng zin từ đầu đến đuôi. Đấy, nói chung là xe rất nhiều nên mình chỉ lướt qua thôi. Còn quay kỹ quá thì mất công mất thời gian của anh em lắm. Anh em muốn biết thêm chi tiết hơn thì em có thể liên hệ trực tiếp cửa hàng nhé. Con này biển 68 luôn này, biển 68 đã 219 nhá. Giá con này thì cửa hàng đang bán là 49 triệu. 49 triệu anh em nhé. Đấy, giờ rất nhiều, nếu anh em mà thích cái dòng R15 thì anh em đến thì tha hồ lựa chọn luôn. Đấy, giá này cũng xem nhau, không có cao. À, con này thì giá là 50 triệu này, biển số 71 luôn. Con này 50 triệu, biển số 71, xe zin đét từ đầu đến đuôi. Odo con này, con này đăng ký 219, 20 này. Odo 7.000 cây. Hết xăng rồi. Rồi, kế bên là cũng em R15. Con này thì cửa hàng đang bán là 49 triệu, đăng ký 2019, biển 94 nhá. Đấy, Odo con này đi 21.000 rồi. 21.000 cây rồi. Nói chung là nhiều con để lâu á. Hết xăng luôn rồi. Đó, đó R15 thì siêu nhiều luôn. Đó. Này thì quyết định là báo hết cho anh em một lượt luôn để anh em tham khảo giá ha. Nói chung là báo chỉ sơ qua thôi. Con này thì biển 69 này, bô zin, cắt đùi sau. Đấy. Giá con này hiện tại cửa hàng bán là 50 triệu 900, đăng ký 2020, biển 69 nhá. Biển 69 ha, đăng ký 2020. Đấy. Con này màu đen bóng ha. Odo con này đi 13.829 cây.
Đó, 13.829 cây nhé. Đó, máy móc thì khối bàn thì thầm lắm. Thì tất cả dòng xe tại cửa hàng thì được bảo hành nhé. Anh em mua thì có bảo hành cho anh em nên anh em yên tâm nhé. Rồi, con này thì là biển 70/2019 nhé. Thì con này thì cửa hàng bán là 49.900 thôi. Xe cũng là zin. Chỉ có mỗi là cái xi nhan nó lồi ra, anh em thay lại cái xi nhan mũi tên thôi. Rồi, cái bên là cũng là một em R15V3 biển 68 này, đời 2019. Thì con này thì cửa hàng cũng đang bán là 49.900 luôn. Lên một cái bô liêu vin đồ chơi đấy. Rồi thì kế bên là một em R15V3 hồ sơ cầm tay, con này đăng ký 2019 nhá. Hiện tại cửa hàng đang bán là 46.900. Thì con này thì mình thấy là lên rất là nhiều ốc titan rồi đó, hầu như là cái dàn áo mình thấy là full ốc titan luôn á. Lên một cái bô AK đấy, AKR1 tay thắng tay côn Brembo đấy, không biết là đồ fake hay đồ đấy mình cũng không biết luôn. Perfect. À, đấy. Ô đô là 15.688 cây. Rồi, mấy con này thì để lâu hết xăng luôn rồi. Có chiếc này thì 2019 này, biển 62 này. Giá em này chỉ còn 50 triệu nhá. Đấy. Chưa rất nhiều nên mình chỉ lướt qua thôi. Rồi, ok, bên này thì cũng có em mới về nữa ha. Đấy, chiếc này mới về. Chiếc này thì đã cắt đuôi này, biển 83, lên giờ chấn bùn sau. Đấy, lốp còn rất mới, còn gầy gió luôn đấy. Lên chống đổ, đó, bảo vệ tay thắng tay côn. Ha. Này này, lên tên chùm rồi. Đó, xe rất mới, không biết là ô đô bao nhiêu đây. Con này ô đô của nó là còn ô đô đi 6.048 cây nhé. Mới 6.000 cây thôi, xe đẹp leng keng. Lốp trước lốp sau zin thiêu xe luôn. Biển 83, con này đăng ký 2020. Thì cửa hàng đang bán con này là 52.900 nhá. Đó. 52.900 thôi. Đó, hai chìa khóa zin thiêu xe đầy đủ ha. Đó, anh em thể thấy là hai bên này là toàn là R15 không à. Đây, R15 thì con này cũng giá cũng rất mềm này. Con này thì đăng ký như 2018 này. Giá con này là 46 triệu anh em nhé. Đời 2018 cục đen. Đấy, 46 triệu thôi. Con này thì mình thấy là cắt đuôi rồi, bô zin. Đấy. Ô đô con này đi 20.000 cây. 20.000 cây ha. Đó, nhưng mà nói chung là máy móc thì còn rất là êm chắc luôn anh em ạ. Máy rất chắc luôn, chắc máy lắm. Đó, ok. Đây, là 15V3 thì còn bên này. Chiếc này là 51 triệu này, đăng ký 2019 luôn. Đấy. 51 triệu thôi. Nói chung là đợt này tất cả dòng xe R15V3 thì đang giảm giá. Con này đang rút hồ sơ rồi. Đang rút hồ sơ rồi ha. Ô đô là 6.307 cây. À, 6.000 cây. Máy móc thì không có gì để nói ha. Đó. R15 rất nhiều, con này thì 2019 này. Đăng ký 2019 biển 66 anh em nhá. Giá là 50.900 luôn, xe zin từ đầu đến đuôi. Đó. Rồi, con này thì là 52 triệu này, đăng ký 2019 này. 52 triệu xe zin từ đầu đến đuôi nhá. Đó. Rồi, ok, ô đô là 5.610 cây. Đó, 5.000 cây anh em nhá. Rồi, thì đó là một số con R15V3 thì mình mới cập nhật cho anh em. À, còn những dòng GX mới trong kia, GX mới thì vẫn còn dòng Next 3 với dòng Sport nhá. À, mình sẽ đi vào bên trong giới thiệu một cái dòng GX cho anh em cho đủ đủ lượt đi ha. Đó. GX thì đợt này thì cũ thì như là chưa thấy về, chỉ có dòng về dòng xe mới còn hai chiếc ha. Đó. Xe mới hôm nay thì còn hai chiếc. Đây, đây là xe mới chứ cũng có cập nhật báo giá cho anh em rồi. À, giá xe mới hiện tại thì con này, hai con này là 55 triệu. À, 55 triệu bao VAT cho anh em rồi. Đây là dòng xe mới 100%, chưa ra biển luôn. Đó, đây là dòng Next Buy ha, dòng ER. Còn dòng một dòng nữa là dòng S này, GX S150. Con này thì xe cũng là xe mới 100%. Thì con này hiện tại cửa hàng đang bán là 49 triệu là bao VAT cho anh em rồi ha. Đây là dòng xe mới 100% nhé, của Suzuki. Đó.
chưa mới cứng luôn ha. Đó, anh em mà thích chưa mới thì có thể tham khảo ha. Còn dòng GX cũ thì hiện tại thì chưa có về. Đấy, về những dòng cho 15 VCBR ha. Đó. Thì anh em mà quan tâm thì em có thể tới địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gian Bình Dương ha. Số điện thoại cửa hàng là 092770448 anh em nhé. Đấy, cửa hàng vẫn có nhận giao lưu cho đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp, ship xe mọi miền Tổ quốc luôn. Còn anh em đang xem video của mình, cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục cập nhật những dòng xe khác cho anh em ha. Còn anh em muốn thông tin những dòng xe nào thì có thể comment bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái clip tiếp theo ha.